Novak Djokovic lần đầu giành huy chương vàng Olympic sau trận chung kết nghẹt thở với Carlos Alcaraz. Mới hết một tuần người Pháp đã khẳng định Paris 2024 thành công. Câu chuyện Olympic, lượng khách du lịch tới Pháp tụt dốc thảm hại trong thế vận hội mùa hè. Bảng tổng sắp huy chương của các nước tham dự. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những tin tức tổng hợp về Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 của chúng tôi. Trước khi đến với những nội dung chính có trong chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong trận chung kết đơn nam Tennis Olympic Paris 2024, Carlos Alcaraz được đánh giá cao hơn Novak Djokovic. Đây là điều dễ hiểu khi tài năng trẻ người Tây Ban Nha vừa thắng siêu sao Serbia ở trận chung kết Wimbledon. Tại Paris, Carlos Alcaraz cũng thắng như trẻ tre trong khi Djokovic suýt thua ngược Stefanos, thì sĩ Sipat ở vòng tứ kết vì chấn thương đầu gối. Ngoài ra, sức trẻ cũng như mặt sân đất nện đều giúp Carlos Alcaraz chiếm ít nhiều lợi thế ở trận đấu này. Tuy nhiên, những điều đó không thể giúp tay vợt người Tây Ban Nha ngăn cản Djokovic giành vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp ở Olympic. Sau thất bại cay đắng ở Tokyo 2021, lão tướng Serbia cẩn thận hơn rất nhiều. Anh gần như không phạm phải sai lầm ở những game đấu quan trọng. Trong set 1, cả Djokovic và Carlos Alcaraz đều có cơ hội bẻ giao bóng nhưng không thành công. Ở game 4, Djokovic thậm chí có đến 3 break point liên tiếp nhưng vẫn để cho Carlos Alcaraz ngược dòng. Dù vậy, tay vợt 37 tuổi này cũng không mất game giao bóng nào và kéo đối thủ về loạt tie-break. Tại đây, kinh nghiệm của Djokovic đã lên tiếng giúp anh thắng 7-3 đầy thuyết phục. Sang set 2, Carlos Alcaraz giao bóng trước nhưng kịch bản cũ lặp lại. Phong độ xuất thần của Djokovic khiến Carlos Alcaraz không thể có break point nào trong set đấu này. Bị dẫn trước 5-6 bước vào game cuối, Djokovic lạnh lùng thắng trắng sau 4 pha giao bóng và gỡ hòa 6-6. Ở lượt tie break thứ hai trong trận, Carlos Alcaraz có dấu hiệu tâm lý trông thấy và để Djokovic bẻ giao bóng ngay ở tình huống đầu tiên. Huyền thoại người Serbia tận dụng thời cơ để tạo ra khoảng cách lên đến 6-2 và giành chiến thắng ngay trong match boy đầu tiên. Sau chiến thắng, Djokovic vỡ hòa cảm xúc và khóc nước nở ngay giữa sân. Tấm huy chương vàng Olympic là danh hiệu lớn duy nhất mà tay vật này còn thiếu trong sự nghiệp. Vận động viên Việt Nam Nguyễn Thị Thật không thể tạo ra bất ngờ ở nội dung đua xe đạp đường trường nữ tại Olympic Paris 2024, cho dù nằm trong nhóm dẫn đầu suốt 100 km đầu tiên. Nguyễn Thị Thật là cua-rơ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Olympic. Cơ hội cho vận động viên 31 tuổi này giành huy chương không cao vì nội dung đua xe đạp đường trường nữ có quá nhiều đối thủ mạnh. Dù vậy, Nguyễn Thị Thật đã khởi đầu đầy ấn tượng. Đường đua xe đạp đường trường nữ có tổng chiều dài 157,6 km, trong đó có 1,7 km leo núi vòng quanh Paris. Các vận động viên xuất phát vào lúc 14 giờ 09 phút giờ địa phương và Nguyễn Thị Thật nhanh chóng vượt lên. Khu đua của Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu khá lâu. Cô thường xuyên xuất hiện ở vị trí thứ ba hoặc thứ hai cùng cua trẻ người Slovakia, Nora Jenkusova. Theo thông báo của ban tổ chức, Nguyễn Thị Thật đứng thứ nhì đoàn đua sau 100 km đầu tiên, trong khi dẫn đầu chính là Laura Jenkusova. Cả hai hoàn thành 100 km này sau khoảng 2 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm Nguyễn Thị Thật bắt đầu xuống sức và bị đối thủ vượt qua. Khi cuộc đua kéo dài thêm 30 phút, cua của Việt Nam văng khỏi top 20 và không còn xuất hiện trong bản cập nhật của ban tổ chức trên trang chủ Olympic Paris 2024. Cuối cùng, Nguyễn Thị Thật về đích thứ 73 với thành tích 4 tiếng 10 phút 47 giây, kém người về nhất Kristen Froker 11 phút 24 giây. Dù sao, Nguyễn Thị Thật cũng có thể tự hào khi hoàn thành cuộc đua khắc nghiệt này và về đích nhanh hơn ngôi sao người Thái Lan, Federin Somrat, gần 2 phút. Có tổng cộng 14 quarter không thể hoàn thành cuộc đua và không có thành tích ở nội dung này. Kristen Fokker giành huy chương vàng đây xứng đáng với thành tích 3 giờ 59 phút 23 giây, nhanh hơn người về nhì Marian của Hà Lan gần 1 phút 58 giây. Cựu đoàn người Mỹ thực hiện chiến thuật núp gió phần lớn cuộc đua và chỉ đạp nước rút trong khoảng 3 km cuối cùng. Trong phần thi chung kết diễn ra tại nhà thi đấu Bercy Arena, Chulo đã hoàn thành cú nhảy đầu tiên của mình với điểm số là 15,433. Sau đó thì trong cú nhảy thứ hai, một vòng xoắn kép, Kasamatsu đã mang về cho vận động viên 24 tuổi người Philippines 14,800 điểm qua đó giúp Julo giành điểm trung bình là 15,116 điểm, đủ để vượt qua Atu Datian, người Armenia để giành tấm huy chương vàng quý giá. Độ khó của bài thi kết hợp với màn trình diễn xuất sắc của Julo đã đảm bảo cho vận động viên này vị trí cao nhất trên bục vinh quang. Huy chương đồng thuộc về Harry Hepworth của Anh với khoảng cách điểm số khá xít sao so với tấm huy chương bạc của Davian.

Chỉ trước đó một ngày, Yulo cũng đã giành được huy chương vàng ở nội dung biểu diễn trên sàn môn thể dục dụng cụ, giúp anh trở thành vận động viên Philippines đầu tiên giành được huy chương vàng thể dục dụng cụ Olympic, cũng là huy chương vàng đầu tiên của Philippines và khu vực Đông Nam Á tại Paris 2024. Với việc hoàn thành cú đu vàng, Yulo không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của mình, mà còn càng củng cố vị thế của anh là một trong những vận động viên thể dục dụng cụ hàng đầu thế giới tấm huy chương vàng julo giành được là huy chương vàng thứ ba của philippines ở đấu trường olympic sau chính huy chương vàng của anh hôm thứ bảy và huy chương vàng cử tạ của lực sĩ hidilin diaz ở kỳ olympic tokyo trước đó vốn là tài năng thiêm bẩm, song Julo lại chắc trở trong thi đấu kể từ khi giành huy chương đầu tiên tại giải vô địch thế giới năm 2018 huy chương đồng và 2019 huy chương vàng. Anh thậm chí suýt trượt vòng loại tham dự Thế vận hội này tại giải vô địch thế giới năm ngoái sau khi phải nhận 0,000 nội dung nhảy trống ở vòng sơ loại. Sau 3 ngày thi đấu đầu tiên, Scotty Scheffler đứng đồng hạng 6 với âm 10 gậy Golfer người Mỹ dường như là kẻ ngoài cuộc ở cuộc đua vô địch được cho là giữa John Ram, Sanders Schaufeler cùng âm 14 điểm và Tommy Fleetwood âm 13 điểm. Bản thân Streffler cũng hiểu được tình cảnh khó khăn. Anh nhắc tới thành tích đáng kinh ngạc của Nikolai Hojagat, golfer người Đan Mạch hoàn thành ngày thứ ba chỉ với 62 gậy, sau đó cho biết là anh cần màn trình diễn tương tự nếu muốn giành huy chương. Thật đáng kinh ngạc là Streffler đã làm được điều đó. Anh khởi đầu mạnh mẽ khi ghi điểm birdie ở 3 hố đầu tiên, sau đó là 6 birdie ở 9 hố cuối để kết thúc vòng chung kết với 62 gậy. Cân bằng kỷ lục sân của Le Golf National với tổng số âm 19 sau 4 ngày thi đấu, Sheffler vươn lên dẫn đầu vào hồi hộp chờ xem Tommy Fleetwood, người kết thúc sau có thể tạo ra điều khác biệt. Quý vị, sau 2 ngày nhật báo Le Figaro bắt đầu cuộc khảo sát cho đến trưa ngày mùng 4 tháng 8, đã có gần 182.000 người trả lời, trong số đó có hơn 85% khẳng định việc ban tổ chức Thế vận hội Paris 2024 đã thành công. Trên sân đấu, đoàn Pháp đang chuẩn bị vượt qua kỷ lục về số lượng huy chương có được tại một kỳ Thế vận hội. Tính đến trưa ngày 4 tháng 8, tức là tròn một tuần lễ thi đấu đầu tiên, đoàn thể thao nước chủ nhà Pháp đã đạt được 41 huy chương, trong đó có 12 huy chương vàng và đứng thứ ba trong bảng tổng xếp hạng sau Trung Quốc và Mỹ. Với thành tích này, Pháp gần như chắc chắn sẽ phá kỷ lục 42 huy chương đạt được ở Bắc Kinh 2008. Pháp kỳ vọng đạt thêm một số huy chương trong ngày 4 tháng 8 ở các môn judo đồng đội, boxing, bóng bàn, bơi tiếp sức đồng đội 4 x 100m, trong đó có kỳ ngư trẻ Leon Machan. Như vậy là cũng đủ để vượt qua mốc 43 huy chương, chưa tính đến tuần thi đấu tới. Pháp kỳ vọng đạt được ít nhất 44 huy chương và cho đến nay họ đã xem như hoàn thành mục tiêu. Thực tế thì kỷ lục 102 huy chương Thế vận hội trong đó có 27 vàng của Pháp năm 1900 vẫn bất khả chiến bại. Tuy nhiên, theo trang Le Telegram, Pháp đã đạt được nhiều thành tích tốt trong thế kỷ 20 và 21. Một điểm nhấn đáng chú ý đó là Pháp bảo vệ danh hiệu vô địch Olympic môn judo đồng đội hỗn hợp trước Nhật Bản. Sau đó vượt qua đất nước sản sinh ra môn này để trở thành cường quốc judo số 1 thế giới với tổng cộng 10 huy chương các loại so với 8 của đối thủ. Người sau người Pháp Teddy Riner đã giúp cho đất nước mình giành huy chương vàng ở nội dung này sau khi anh đánh bại Tatsuru Saito của Nhật Bản trong trận chung kết. Chiến thắng này đến sau huy chương vàng cá nhân của Riner ở hạng cân 100 kg vào thứ sáu Trở lại với cuộc thăm dò của báo Le Figaro có hơn 100 độc giả đưa ra bình luận, chẳng hạn có người nhận xét nếu nhìn vào thành tích của tất cả các vận động viên tuyệt vời, nếu nhìn vào số lượt quốc ca Pháp vang lên, nếu nhìn vào sự tham dự hào hứng của các khán giả và sự tự do trở lại ở Paris khi nhiều biện pháp hạn chế đi lại đã được dỡ bỏ. Theo tất cả những gì người dân các tỉnh xem trên các đài truyền hình địa phương thì Thế vận hội 2024 đã thành công. Đang trong kỳ nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã trở lại thủ đô Paris đến 6 điểm thi đấu để xem và cổ vũ cho các vận động viên Olympic của đội tuyển Pháp. Trên mạng X, Tổng thống Macron so sánh Olympic 2024 với sự kiện đội tuyển áo lam đạt chức vô địch World Cup năm 1998, sự kiện được coi là đỉnh cao của thể thao Pháp. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện Olympic ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước thêm Thế vận hội mùa hè năm 2024, Olympic Paris 2024, báo chí dự đoán về cơn sốt Olympic và sự bùng nổ xu hướng du lịch thể thao tới kinh độ ánh sáng Paris trong tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên thực tế không hẳn như vậy. Với sự bùng nổ du lịch thể thao và du lịch âm nhạc, cũng như nhu cầu cao của du khách tham gia các sự kiện trong những năm gần đây, cơ hội lớn cho các doanh nghiệp khai thác phân khúc du khách cũng ngày càng gia tăng. Ấn phẩm TTGA Asia của Singapore chuyên về hoạt động kinh doanh lữ hành, hàng không trên thị trường du lịch châu Á-Thái Bình Dương, ngày 29 tháng 7, dẫn báo cáo nghiên cứu toàn cầu mới nhất của Collision International. Chủ sở hữu điều hành hai mạng lưới phòng chờ Priority Pass và Lucky trên toàn thế giới nêu rõ, cơn sốt hâm mộ thể thao tại các khu vực dành cho cổ động viên và fan hâm mộ xem truyền hình trực tiếp được hy vọng lan rộng dịp Olympic Paris 2024. Du lịch thể thao và du lịch âm nhạc đang có sự tăng trưởng vượt bậc. Năm 2023, lĩnh vực du lịch thể thao được định giá 564,7 tỷ đô la Mỹ với dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi lên 1,33 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2032. Du lịch thể thao tiếp tục nổi trội trong tháng 7 và tháng 8 năm 2024 với dân số ở khu vực Paris là 12,4 triệu người. Lúc đầu số du khách đổ tới Paris dịp Olympic Paris 2024 được dự kiến khoảng 15 triệu người. Cơn sốt Olympic dẫn tới sự bùng nổ du lịch thể thao dịp Olympic Paris 2024 được ấn bản kỹ thuật số TTR Weekly của Thái Lan dẫn nguồn dữ liệu từ trip.com dự báo, số lượng đặt chỗ từ du khách toàn cầu đến Paris vào mùa hè năm 2024 đã tăng trưởng hai con số so với năm 2023 cho thấy tiềm năng của du lịch thể thao giành huy chương vàng trong việc khuyến khích tiêu dùng du lịch. Nhưng nghịch lý là bất chấp cơn sốt Olympic cùng sự bùng nổ du lịch thể thao, số du khách đến Paris đã giảm xuống còn 11 triệu người, trong đó có khoảng 1,5 triệu du khách quốc tế. Về hiện tượng nhiều du khách và cả cư dân địa phương tránh kinh độ ánh sáng Paris dịp cao điểm mùa hè năm 2024, tác giả Simon McCandles phân tích trên website của mạng truyền hình Pháp Euronews ngày 31 tháng 7. Có thể Paris đang là ngoại lệ chứng minh quy luật khi nói đến quan niệm sai lầm phổ biến rằng thành phố đăng cai Olympic có lượng du khách rất lớn. Nhưng vì bất kỳ lý do gì, du khách và thậm chí cả chính người dân Paris vốn có thể đang muốn ở lại nhà lại rút khỏi Paris dịp hè năm 2024 này, bất chấp những dự đoán về sự bùng nổ du lịch dịp Olympic Paris 2024 phải chịu sự sụt giảm lớn nhất là các hãng hàng không lớn. Trong đó, hãng hàng không quốc gia Pháp Air France KLM tuần trước thông báo doanh thu dự kiến của hãng trong quý 3 năm 2024 không khả quan. Lưu lượng khách sẽ giảm từ 170 triệu euro xuống còn 150 triệu euro do thiếu nguồn cầu tới Paris dịp hè này. Air France cũng thông báo vào ngày 1 tháng 7 rằng lưu lượng đến và đi từ Paris đang giảm mạnh so với các thành phố lớn khác của châu Âu không chỉ sự quan tâm giảm đi cho thấy sự tránh xa đáng kể đối với Paris. Tương tự như vậy, hãng hàng không Mỹ Delta Airlines dự đoán doanh thu sẽ giảm 100 triệu đô la Mỹ từ tháng 6 đến tháng 8 trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024. Giám đốc điều hành F Bastien chia sẻ: "Trừ khi không ai đến xem Thế vận hội thì khách du lịch mới tới Paris, do vậy sự sụt giảm khách dịp này không có gì bất ngờ." Ông F Bastien cũng nhận định không hãng hàng không nào phải tăng nhiều công suất trong mùa hè này, cụ thể Air France chỉ tăng 5% và Delta không tăng so với tháng 8 năm ngoái. Trong thống kê du lịch tháng 6, Hội đồng du lịch Paris dự báo số lượng khách quốc tế đến bằng đường hàng không đã giảm trong thời gian chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic, giảm 8% vào tháng 6 năm 2024 và gần 15% vào tháng 7 năm 2024 so với cùng kỳ trong năm 2023. Hội đồng du lịch nước này cũng dự kiến lượng khách đến sẽ tăng 11% trong thời gian diễn ra Thế vận hội, chủ yếu là số lượng lớn từ châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng du khách đến từ Trung Đông và châu Đại Dương lại giảm mạnh. Thêm một lý do nữa dẫn tới sự sụt giảm du lịch tại Paris dịp này là giá cả tăng cao. Nhiều khách sạn trước đó đã tăng giá đón đầu sự bùng nổ du lịch theo dự báo về cơn sốt Olympic và bùng nổ du lịch thể thao, rồi lại phải giảm giá sau khi thấy số lượng đặt phòng chậm Ủy ban du lịch Paris cho biết tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn ở Paris ước tính giảm 60% trong tháng 7. Giống với các hãng hàng không, nhiều khách sạn đã tăng giá để tận dụng cơ hội vào mùa cao điểm du lịch. Giá trung bình đã tăng gần 70% vào tháng 7 năm 2024, từ 202 euro năm ngoái lên 342 euro trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa hè. Ước tính từ trang web so sánh giá du lịch Travago ghi nhận, giá phòng khách sạn đã tăng cao hơn tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái tại Paris, thậm chí tăng 131% tại Lila, nơi tổ chức một số cuộc thi bóng rổ và bóng ném của Thế vận hội. Tuy nhiên, các chủ nhà Airbnb cũng đang giảm giá để hút khách, nhiều nơi thậm chí giảm hơn 50%. Airbnb cho biết, danh sách chỗ nghỉ tại Paris đã tăng mức cao nhất mọi thời đại vào mùa hè này, trong khi nhiều doanh nghiệp địa phương ở Paris cũng chớp lấy cơ hội kinh doanh nhằm tận dụng xu hướng chi tiêu của khách du lịch thể thao. Hàng chục nghìn người dân ở các thành phố đăng cai Thế Vận Hội đã mở dịch vụ cho thuê nhà lần đầu tiên. Tuy nhiên, lượng khách nội địa muốn lưu trú trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội không cao bằng những tuần trước khi Thế Vận Hội Paris diễn ra. Đến hiện tại, du khách vẫn có thể kiếm được vé đến Thế Vận Hội Paris và phút chót. Trong số 10 triệu vé được phát hành, ước tính 8,95 triệu đã được bán hoặc phân bổ, nhưng xảy ra tình trạng dư thừa vé loại giá cao do ít người có nhu cầu. Theo phân tích, số lượng vé được giao bán lại vẫn tiếp tục trôi nổi trên thị trường. Trong bối cảnh xu hướng du lịch thể thao và du lịch tập trung vào sự kiện đang phát triển, một số người bày tỏ ngạc nhiên khi một sự kiện thể thao lớn quốc tế như Olympic, nơi các vận động viên hàng đầu thế giới đang thi đấu tại một trong những thành phố nổi tiếng nhất, lại không thu hút số lượng lớn du khách đến Pháp trong năm nay. Tuy nhiên, nhà phân tích John Grant lại hoàn toàn không bất ngờ. Ông Grant giải thích: Thế vận hội có thể nói là quá rộng, nó không phải là một sự kiện cụ thể chúng ta có thể hiểu có huy chương vàng quần vợt nhưng nó không phải là Wimbledon, cũng có huy chương vàng bóng đá nhưng nó không phải là World Cup. Thêm vào đó, thế giới hiện đang có quá nhiều sự kiện. Ông nhận định, không thể nói rằng chất lượng hay danh tiếng của Thế vận hội là không tốt mà đơn giản là mọi thứ đều có thể xảy ra. Dù vượt chi so với dự định, Olympic Paris dự kiến chỉ tiêu tốn của Pháp khoảng 10 tỷ đô la Mỹ nhờ cách tận dụng, tái chế và đi thuê. Một trong các lý do chính khiến ngày càng ít thành phố trên thế giới tham gia đấu thầu đăng cai Olympic là gánh nặng chi phí. Các kỳ thế phần hội gần đây đều tiêu tốn hơn hàng chục tỷ đô la Mỹ và hầu như không có lời. Theo ước tính gần nhất, ngân sách cho cơ sở vật chất và hoạt động của Olympic và Paralympic Paris năm nay là 8,9 tỷ euro. Etienne Tobos, Tổng Giám đốc Điều hành Ủy ban Tổ chức Olympic Paris 2024 chia sẻ, kế hoạch ngay từ đầu là tiết kiệm tiền và không đầu tư vào những thứ không hữu ích theo ông, thế vận hội thích ứng với thành phố chứ không phải ngược lại. Từ khi nhận quyền đăng cai, Pháp đã hướng đến một thế vận hội giảm 50% lượng phát thải carbon so với mức trung bình của London năm 2012 và Rio năm 2016. Điều này có nghĩa là Olympic Paris 2024 là thế vận hội đầu tiên phù hợp với thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu cũng như chương trình nghị sự năm 2020 của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC về cách tiếp cận tiết kiệm và xanh hơn. Nhờ định hướng hợp xu hướng xanh này, Pháp kỳ vọng có kỳ thế vận hội bền vững và bớt tốn kém. Biện pháp giảm chi phí đầu tư hàng đầu là tận dụng cơ sở vật chất có sẵn. 95% địa điểm thi đấu là có sẵn hoặc tạm thời. Ví dụ, sân vận động Stade de France ban đầu được xây dựng cho World Cup năm 1998 là nơi tổ chức hầu hết các sự kiện. Khu Liên hợp quần vợt Roland Garros sẵn sàng phục vụ. Hay như các vận động viên triathlon, ba môn phối hợp gồm bơi, đạp, chạy, thi đấu trên sông Sen. Môn bóng chuyền bãi biển diễn ra bên cạnh tháp Eiffel, đấu kiếm tại Grand Palace và thi cưới ngựa trong khu vườn của cung điện Versailles. Vì vậy các dự án chính cần tốn tiền xây mới, gồm làng Olympic 1,6 tỷ đô la Mỹ, trung tâm thể thao dưới nước 190 triệu đô la Mỹ, khu thể dục dụng cụ và cầu lông 150 triệu đô la Mỹ. Các hạ tầng này cũng được tận dụng lại sau khi kết thúc Thế vận hội để đạt hiệu quả Cụ thể, làng Olympic sẽ được chuyển đổi thành một khu dân cư, thương mại, cung cấp căn hộ cho 6.000 người. Một phần tư số căn dùng làm nhà ở xã hội, phục vụ cho 40% cư dân hiện tại ở vùng Saint Denis mà nó tỏa lạc. Một phần ba khác sẽ dành cho thuê làm nhà ở giá rẻ của sinh viên và người lao động thu nhập thấp do các cơ quan trực thuộc chính phủ quản lý. Một số trang thiết bị nội thất của các công trình hạ tầng là vật liệu tái chế để đảm bảo tính bền vững và tiết kiệm. Ví dụ tại làng Olympic, các vận động viên sẽ ngủ trên nệm làm từ lưới đánh cá tái chế và giường làm từ bìa cứng. Thay vì lắp điều hòa, ban tổ chức sử dụng hệ thống điện nhiệt dẫn nước mát dưới sàn nhà để giúp vận động viên tránh nóng. Năng lượng tái tạo cũng được tận dụng để phục vụ. Trung tâm thể thao dưới nước xây mới ở Saint Denis và Lạc Olympic dùng điện mặt trời. Ngoài sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong suốt thế vận hội, Paris còn giảm thiểu dùng máy phát điện diesel. Một số ít máy phát điện được sử dụng sẽ chạy bằng nhiên liệu sinh học, hydro hoặc pin. Theo ban tổ chức, từng địa điểm diễn ra sự kiện đều có bản đồ chi tiết các nguồn lực cần thiết nhằm giảm thiểu và kiểm soát vòng đời của chúng trước, trong và sau Thế vận hội. Từ chỗ ngồi của khán giả đến lều, giường, ghế, bàn và thậm chí cả bóng tennis đều được lên kế hoạch tỉ mỉ. Cách tiếp cận này đã giúp ban tổ chức giảm số lượng đồ nội thất cần thiết cho Thế vận hội từ 800.000 mặt hàng ước tính ban đầu xuống còn 600.000. Tuy nhiên, có những chi phí tăng lên mà Pháp vẫn phải dốc túi triển khai chi phí an ninh và nhân sự có thể cao hơn vào thời điểm toàn cầu đặc biệt căng thẳng. Pháp triển khai 45.000 cảnh sát và binh lính, cùng 50.000 nhà thầu tư nhân để bảo vệ thế vận hội tại khu vực Paris. Để tránh các cuộc đình công của công nhân viên chức, chính phủ đồng ý đưa ra tiền thưởng và các ưu đại khác. Ngoài ra, kinh phí làm sạch sông Sen để nơi đây đủ điều kiện thi đấu môn bơi khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ và 3,8 tỷ đô la Mỹ mở rộng tuyến tàu điện ngầm. Đến nay, Pháp đã chi khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ cho Olympic Paris, tương đương 0,1% GDP nước này. Trong khi đó, IOC, đơn vị nhận tiền từ các hợp đồng tài trợ lớn và quyền phát sóng đang đóng góp 1,31 tỷ đô la Mỹ. Paris cũng kiếm doanh thu từ bán vé, cấp phép và tài trợ trong nước. Chính quyền có thể yêu cầu khoản thuế ngắn hạn đột xuất trong sự kiện từ khách sạn và các khoản chi tiêu du lịch khác. Ông Adrian Tubos tự tin, ban tổ chức Olympic Paris 2024 chi tiêu không vượt trên số tiền có thể kiếm được và hy vọng chiến lược của họ sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho mô hình tổ chức thế vận hội trong tương lai. Phần cuối chương trình sẽ là bảng tổng sắp huy chương Olympic 2024. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.